Rồi, đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương. Đây, mèo nấm rau mình Phương làm ra này cả nhà. Đây, làm nấm dạng trụ nha cả nhà nha. Đây, ai đặt hàng có liên hệ tới số 0374740446 hoặc lấy số đó kết bạn Zalo với Phương. Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn nha. Ai nhận hàng xong kiểm tra hàng xong mới thanh toán tiền nha cả nhà. Đấy, ai mà muốn làm ra nấm được như thế này này, muốn làm được nấm ra như thế này thì cuối video Phương sẽ để các sản phẩm bên Phương nha cả nhà. Thì cả nhà mua về cả nhà thử nghiệm nha. Ít nhiều gì Phương cũng gửi hết nha cả nhà. Đấy, mèo đặt chuẩn luôn nha cả nhà. Đấy, ai mà muốn làm thành công như thế này thì cuối video Phương sẽ để các sản phẩm bên Phương cho cả nhà mua về làm nha. Đấy, ai đặt hàng cứ liên hệ tới số đó cho Phương, Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn. Đấy, nấm ra rất là nhiều nha cả nhà, lau bung dù nha cả nhà nha. Nấm rất là to và đặc ruột nha. Ai theo dõi kênh của Phương lâu rồi thì cả nhà tự biết thôi, Phương bán mèo 6-7 năm nay rồi. Đổi tính bên Phương thì cả nhà khỏi phải lo rồi cả nhà. Phương nhận tư vấn kỹ thuật từ A tới Z luôn nha, hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Ai mà cần tư vấn cái gì thì cả nhà cứ alo trực tiếp cho Phương. Không nhất thiết cả nhà phải mua mail anh Phương nha. Ví dụ cả nhà mua mail ở đâu rồi thì cả nhà gọi cho Phương, Phương vẫn tư vấn bình thường nha. Cứ gọi cho Phương bất cứ giờ nào. Nếu Phương rảnh thì Phương sẽ bắt máy, còn không thì Phương sẽ không bắt máy, Phương sẽ gọi lại nha cả nhà. Nhưng lúc bận á, nhiều lúc bận Phương sẽ không bắt máy, rồi Phương sẽ gọi lại cho cả nhà nha. Hoặc cả nhà cứ lấy cái số đó kết bạn Zalo với Phương rồi xong là Phương sẽ tư vấn qua Zalo nha. Đấy, nấm rất là nhiều cho cả nhà. Đặc biệt là Phương làm video Phương không cắt ghép gì nha cả nhà, có sao Phương quay như vậy cả nhà nha. Đấy, nấm rất là nhiều cho cả nhà. Đây, làm theo dạng chậu cả nhà. Ai đặt hàng cứ liên hệ cho Phương và sẽ được đặt hàng thôi nha cả nhà. Nhận hàng xong mới thanh toán nha cả nhà, yên tâm nha. Đó, vì đội tính bên Phương rồi. Đó, còn ai Phương cũng nói một số khách thôi là cái đặt hàng thì có trách nhiệm với đơn hàng của mình xíu. Rồi, nắm ra rất là sai nha cả nhà. Đấy, còn cuối video Phương sẽ để các sản phẩm bên Phương để cho cả nhà mua về làm nha. Rồi, đây cả nhà, đây sản phẩm bên Phương đây cả nhà nha. Đó, muốn làm nấm rơm đạt như video như đầu video thì cả nhà cầm những thứ này nha, mèo nấm rơm này, cái đồng hồ đo nhiệt chạy và đo đậm của chạy, với cái nhiệt kế đo mô với giấy uy tín với chai dinh dưỡng nha. Đó, Phương cung cấp vật liệu từ A tới Z luôn nha. Tư vấn kỹ thuật từ A tới Z và cung cấp vật liệu từ A tới Z luôn. Vì cả nhà cứ yên tâm nha. Cứ alo trực tiếp cho Phương là sẽ được tư vấn và được đặt hàng thôi cả nhà. Đây, chai dinh dưỡng nha cả nhà, chuyên dùng cho nấm rơm nè. Nguyên liệu và cả nhà cách này. Cả nhà pha 25cc cho một bình 8 lít nước nha. Xịt lúc sắp mô và 7 ngày sau khi vô meo nha. 7 ngày sau khi vô meo tức là 3 ngày sau khi cả nhà xả tơ đó. Đó, chai này tới 250ml lận nha. Và Phương đảm bảo cả nhà là 100% là không độc hại nha cả nhà, chuyên dùng cho nấm rơm cả nhà. Đó, hàng sử dụng nó tới 3 năm lận nha. Công dụng cả nhà, công dụng này chống dục nấm này, kích thích nấm mọc rộ hơn, tăng tỷ lệ nấm lớn, tăng năng suất đến 20-30% nha. Đấy, nó sẽ giúp cho nấm của cả nhà lau bung dù này và đặc ruột nha, và không bị vàng đầu nha. Đó, cả nhà xài dù không hết thì cả nhà cứ cột lại là cả nhà bảo quản thôi. Đó, chai này không độc hại nha cả nhà, từ nó từ hữu cơ chứ không phải từ hóa học nha. Rồi, tới cái mèo này cả nhà, mèo đặc chủng nè cả nhà, mèo đặc chủng luôn nha. Ở Phương có hai loại, một loại lớn và một loại nhỏ nha. Cả nhà, ví dụ cả nhà đặt 10 bịch nhỏ, còn bịch nhỏ Phương sẽ gửi 10 bịch nhỏ, còn không Phương sẽ gửi cho cả nhà 5 bịch lớn nha. Và Phương cũng lưu ý cả nhà như thế này. Và cái lúc cả nhà mà Phương gửi mèo cho cả nhà là tơ nó chạy đẹp và đều như thế này rồi. Đó, đẹp và đều như thế này rồi. Còn cái lúc mà trong lúc mà vận chuyển đường xa cả nhà, mồ hôi ra tơ nó sẽ xẹp xuống nha. Đó, rồi cái lúc cả nhà nhận hàng mới công cả nhà nói không có tơ cả nhà không nhận tội Phương nha. Đó, cả nhà mèo đặc chuẩn luôn nha cả nhà nha. Đó, Phương bán 6-7 năm nay rồi cả nhà không phải lo rồi nha. Đấy, mèo đừng nắm rơm đặc chuẩn luôn nha, nó tơ chạy rất là đều nha cả nhà nha. Cả nhà lưu ý cho Phương về mèo nha.
Rồi tới cái nhiệt kế đo mô nha. Đây cái nhiệt kế đo mô nó quan trọng từ bước đầu tới bước cuối luôn nha. Nó quan trọng từ bước đầu đó chính là cái lúc mà cả nhà ủ đóng á. Đó, cả nhà ghim trong cái đóng ủ nhiệt độ nó tầm 75 độ độ lên, lúc đó nó mới đủ nhiệt độ, nó đủ độ nóng để cho nấm dại nó chết và rơm nó chín nha cả nhà. Ví dụ mà không nhiều đủ nhiệt độ á, rồi nấm dại nó không chết được thì cả nhà đem vô trong lúc mà cả nhà đem ủ tơ á, là tơ nó sẽ tơ nấm dại nó sẽ lắng mạnh hơn và nó sẽ phát triển nấm dại là cả nhà, vì nấm rơm nó sẽ không lên được nha cả nhà. Đấy, nấm dại là nấm mực và nấm gió nha. Đó, nấm gió thì cả nhà nhổ bỏ được, còn nấm mực á thì nó sẽ không lên nấm rơm được luôn cả nhà nha. Đó, còn cái lúc mà cả nhà đem đi ủ tơ á, cả nhà thử cái nhiệt trong mô nó tầm 35 độ độ lên, 42 độ độ lại là được nha. Bởi vì nhiệt độ thấp quá thì tơ nó sẽ bị không chạy được, còn nhiệt độ cao quá tơ nó sẽ bị chết nha cả nhà. Đấy, còn lúc cả nhà ra đinh ghim thì cả nhà cứ giữ tầm 35 độ, chỗ là 35 độ là đẹp nha cả nhà. Lúc ra đinh ghim nó sẽ phát triển rất là tốt nha cả nhà nha. Cả nhiệt kế đo mô quan trọng từ bước đầu tới bước cuối luôn nha cả nhà. Rồi xong cả nhà cứ găm trong mô kiểm soát được, kiểm soát từ cái lúc cả nhà tới cái lúc cả nhà thu hái thôi nha cả nhà. Đó, ai làm ngoài trời hay trong nhà bắt buộc xài cái này cả nhà. Bữa nay thời đại tiên tiến rồi cả nhà nha, cả nhà phải làm theo khoa học rồi cả nhà. Lúc đó nó mới đạt năng suất kinh tế được nha cả nhà, chứ cả nhà làm không đủ là không được đâu. Rồi ta cái quế quy tím này, quế quy tím đo đồng độ pH của nước vôi nha. Đồng độ pH của nước vôi lúc mà cả nhà ủ tơ quan ủ rơm cả nhà nhúng cái tơ đây vô màu và vô cái màu tơ màu vàng vô trong nước vôi nó làm 7 13 12 13 được nha. Còn lúc cả nhà đem ủ tơ nó tầm 7 8 là được. Đấy. Rồi tới cái đồng hồ đo nhiệt trại vô đầm của trại, cái vòng lớn là nhiệt độ còn vòng nhỏ là độ ẩm nha. Đấy, cả nhà cứ lấy cái đồng hồ này cả nhà treo vô trong phòng, cái đồng hồ nó rất là quan trọng nha cả nhà. Nó quan trọng trong ngày nóng lắm nha cả nhà. Và Phương cũng lưu ý nha, cả nhà mua ở đâu cũng được, Phương không ép cả nhà phải mua bên Phương, nhưng cả nhà mua ở chỗ nào cho nó uy tín một xíu nha. Vì cả nhà mua không chỗ không uy tín đó là cả nhà về treo trong nhà nấm á, nó chạy không đúng á là có những cái mẹ nấm nó hư hết nha. Đó, cái đồng hồ đo nhiệt trại vô đầm của trại này rất là quan trọng cả nhà. Đó, cả nhà cũng về cả nhà tháo cái hộp này ra, cả nhà treo lên cả nhà xài thôi. Đó, tại bên Phương chỉnh sửa hết rồi nha cả nhà. Đấy, đồng hồ đo nhiệt trại vô đầm của trại rất là quan trọng nha cả nhà nha. Nó giúp kiểm soát được cái nhiệt độ với độ ẩm trong trại để nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha cả nhà nha. Đó, ví dụ độ ẩm không có thì nấm nó sẽ bị chết đi và nó sẽ vàng đầu và nhiều nguyên nhân lắm cả nhà. Đó, cả nhà cứ mua cái đồng hồ này cả nhà về treo trong trại là nó sẽ được thôi. Rồi, Phương kết thúc video đây nha. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Chào cả nhà.